Tối 15 tháng 6, cơ quan khí tượng Ấn Độ thông báo bão Biparjoy đã đổ bộ vào bang Gujarat, miền Tây nước này với vận tốc gió 125 km/h, sức gió giật lên tới 140 km/h. Trước đó, hơn 180.000 người ở Ấn Độ và Pakistan đã được lệnh sơ tán để tránh cơn bão mạnh này. Riêng tại Ấn Độ, chính quyền bang Gujarat xác nhận đã bố trí nơi tránh trú bão cho hơn 100.000 người sau khi họ sơ tán khỏi các khu vực ven biển và vùng trũng thấp. Trong khi đó, tại Pakistan, Bộ trưởng Bộ Biến đổi Khí hậu Sherry Raymond cho biết khoảng 82.000 người đã được di rời tới nơi tạm trú. Trước khi bão Biparjoy đổ bộ, gió mạnh và sóng lớn hoành hành ở khu vực ven biển Ấn Độ và Pakistan trong nhiều giờ với sức gió giật lên tới 180 km/h và di chuyển với vận tốc từ 125 đến 135 km/h. Cơ quan khí tượng Ấn Độ đánh giá, cơn bão rất nghiêm trọng này sẽ có thể phá hủy hoàn toàn các ngôi nhà tranh bằng rơm và bùn truyền thống. Trận bão này được dự báo có gây thiệt hại trên diện rộng, bao gồm phá hủy mùa màng, làm cong hoặc bật gốc các cột điện, gây gián đoạn thông tin liên lạc cũng như hoạt động giao thông đường sắt và đường bộ.